Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiều đơn vị bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt cao. Huyện Phù Cừ đạt nhiều kết quả trong phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp. Mô hình áp dụng công nghệ trồng thanh long cho hiệu quả cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Hiệu quả nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đảng bộ xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Việt Hưng đã tăng cường công tác lãnh đạo, phát triển kinh tế nông nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Theo đó, xã đã xây dựng vùng sản xuất lúa giống với diện tích 40 ha, giá trị thu nhập bình quân hàng năm ước đạt 85 tỷ đồng, thu ngân sách xã năm 2019 đạt trên 26,3 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, xã quan tâm đến công tác phát triển giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, y tế và làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, xã huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới được gần 300 tỷ đồng, hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2018. Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ xã Việt Hưng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để mạnh phát triển trồng trọt chăn nuôi, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian qua nhiều địa phương trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ra soát và có giải pháp linh hoạt cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã có 35 trên 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh việc cơ cấu nhân sự đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ theo quy định, nhiệm kỳ này 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đều đặc biệt quan tâm đến việc cơ cấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tại địa phương đạt và vượt so với quy định. Toàn huyện đã có 71 trên 275 người là nữ được Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tín nhiệm bầu tham gia ban chấp hành đạt tỷ lệ 26,5%. Đáng nói là có một số đảng bộ cơ sở như xã Long Hưng, Mễ Sở có tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành tăng 18 đến 25% so với quy định. Mễ Sở chúng tôi thì đào tạo công tác cán bộ thì bao giờ cũng có tính kế thừa và chúng tôi có những quy hoạch coi như đào tạo trước một bước. Các cái nhiệm kỳ trước thì tỷ lệ nữ là thường là 20-25%. Riêng kỳ đại hội lần này là tỷ lệ nữ là có bước đột phá rất là cao, chiếm 40%. Vì cái số nữ mà cơ cấu vào ban chấp hành thì là cơ bản là các đồng chí cũng vào các cái vai trò chủ chốt như đồng chí phó bí thư thường trực, rồi đồng chí thì phó chủ tịch hội đồng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, rồi các đồng chí trưởng các ngành. Không chỉ cơ cấu nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ đảm bảo tỷ lệ đúng và vượt so với quy định, nhiệm kỳ này nhiều đảng bộ cơ sở còn quan tâm quy hoạch, lựa chọn cán bộ nữ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị tham gia vào ban thường vụ đảng ủy và đảm nhận giữ các chức danh chủ chốt tại địa phương. Tiêu biểu như đảng bộ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, nhiệm kỳ 2020-2025 có tới 35% cán bộ nữ tham gia ban chấp hành, trong đó có 2 trên 5 người là nữ tham gia ban thường vụ đảng ủy, đảm nhiệm giữ chức danh phó bí thư thường trực đảng ủy và phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Đây cũng là một cái đổi mới trong công tác cán bộ để nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát triển. Đối với nữ thì sẽ có những hạn chế khó khăn nhất định. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là đã được giao những cái trọng trách với cái trách nhiệm của mình thì chúng tôi sẽ luôn học tập, lắng nghe những cái kiến nghị, tâm tư của đảng viên cũng như quần chúng nhân dân để cùng với ban chấp hành, ban thường vụ
xây dựng nghị quyết của ban chấp hành, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cho nó có hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy vượt cao so với quy định đã và đang phần nào thể hiện được sự mạnh dạn, nỗ lực của mỗi địa phương nhằm thực hiện tốt mục tiêu đổi mới, sáng tạo và phát triển trong nhiệm kỳ tới. Quan trọng hơn là việc đánh giá, nhìn nhận sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ không chỉ thực chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng hơn mà còn góp phần thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thu hút mới 24 dự án đầu tư. Trong đó có 12 dự án đầu tư nguồn vốn trong nước, 12 dự án đầu tư có vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 730 tỷ đồng và 27,6 triệu đô la Mỹ. Riêng các khu công nghiệp đã thu hút được 14 dự án đầu tư với số đăng ký là trên 410 tỷ đồng và 23,5 triệu đô la Mỹ. Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hiện nay tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước sau chấp thuận đầu tư, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Chiều ngày 6 tháng 6 tại huyện Yên Mỹ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát tổ chức khai trương đưa vào hoạt động khu bể bơi và nhà hàng đồ uống nằm trong tổ hợp dịch vụ do Tập đoàn Thịnh Phát là chủ đầu tư. Sau gần một năm thi công, Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát đã hoàn thành và đưa vào khai thác khu bể bơi cùng hệ thống nhà hàng cà phê, đồ uống các loại. Trong đó điểm nhấn là khu bể bơi có diện tích rộng trên 5.000 m². Đây vừa là bể bơi có diện tích rộng nhất, vừa là bể bơi duy nhất cho đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hệ thống máng trượt nước trên cao và khu vực nhảy cầu phục vụ nhu cầu vui chơi, bơi lội cho mọi người. Hệ thống nhà hàng được đầu tư hiện đại cao tầng, có vị trí đẹp. Là một người con của địa bàn huyện Yên Mỹ, thì sau khi đầu tư cái khu dịch vụ này, chúng tôi mong muốn đây sẽ là một điểm đến để cho những doanh nghiệp, những nhà đầu tư nước ngoài có một nơi để lưu trú và là một nơi để cho mọi người có thể đến cùng với gia đình vào những dịp ngày lễ Tết và cuối tuần. Ngoài ra, trên tổng diện tích 2,5 hectare của tổ hợp dịch vụ, chủ đầu tư còn xây dựng khách sạn cao tầng hiện đại cùng các nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện và các khu vực tập yoga, tập gym. Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát phấn đấu các hạng mục còn lại của khu tổ hợp sẽ hoàn thành trong năm 2020 nhằm mục đích thu hút những doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước đến làm việc tại Hưng Yên, lưu trú và giải trí. Thưa quý vị và các bạn, việc quan tâm, chăm lo đến đời sống người công nhân, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực, được các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt chăm lo cho người lao động của mình, giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. Buổi giải lao giữa ca làm việc ngày hôm nay, mọi công nhân tại công ty đều được phát miễn phí nước uống giải nhiệt là một chai chanh muối. Ngày hôm sau, nước uống giữa ca sẽ là chè đỗ đen hoặc một hộp sữa tươi. Ba loại nước uống này thay đổi nhau trong thực đơn hàng ngày và là những khoản công ty hỗ trợ thêm cho người công nhân làm việc trong mùa hè khi thời tiết nắng nóng. Không chỉ trong mùa hè, ở các mùa khác trong năm, tất cả người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên đều được hỗ trợ bữa ăn ca miễn phí với thực đơn phong phú, khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng và một hộp sữa chua cùng một hộp sữa tươi trong mỗi ca hoặc ngày làm việc. Chính nhờ quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống của người công nhân mà tại Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên, nhiều gia đình đã có từ 2 đến 3 thế hệ gắn bó với công ty. Họ coi công ty như ngôi nhà thứ hai của mình. Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên hiện có 11 nhà máy sản xuất với quy mô trên 1.500 lao động. Các sản phẩm đang được công ty sản xuất là túi siêu thị, túi thực phẩm và túi đựng rác. Bình quân mỗi tháng sản xuất được gần 6.000 tấn sản phẩm, tất cả đều được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
chính nhờ quan tâm chăm lo tốt đến mọi mặt đời sống của người công nhân đã giúp họ yên tâm làm việc, luôn nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong từng ca sản xuất. Mùa nóng bức thì là được ăn giữa ca và được hai hộp sữa chua và một hộp sữa tươi và một hộp chanh muối. Thế còn mùa đông là chúng tôi cũng được là một hộp sữa chua, một hộp sữa chua. Đời sống của người công nhân là cái mức thu nhập của chúng tôi là cũng rất là ổn định. Thì người lao động có làm ra của cải vật chất ấy, thì thật ra mang đáp ứng lại được cái nguồn cho khách hàng. Và khách hàng sẽ tin tưởng thì sẽ là đặt hàng. Quan trọng nhất là công nhân là làm sao là làm ra những cái sản phẩm tốt. Đấy. Chính từ đó mà công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của người công nhân để làm sao cho người ta gắn bó từ cái thu nhập này đến các cái chế độ ăn uống bồi dưỡng giữa ca hàng ngày. Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên luôn được các đối tác, bạn hàng Nhật Bản đánh giá cao, cũng chính bởi từ việc quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống của người công nhân, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Công ty luôn nằm trong nhóm những doanh nghiệp có sản lượng hàng hóa lớn trong cả nước xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản những năm qua. Với mục tiêu tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thời gian qua, huyện Phù Cừ đã đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, quy mô lớn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vải lai chín sớm là cây trồng thế mạnh đã được huyện Phù Cừ đăng ký nhãn hiệu tập thể. Hiện nay, huyện đã hình thành được vùng trồng vải lai chín sớm với tổng diện tích hơn 600 hectare, tập trung ở các xã phía nam của huyện, trong đó nhiều nhất là hai xã Tam Đa và Minh Tiến. Nhờ loại cây trồng đặc sản này, đời sống của người dân vùng trồng vải được nâng lên rõ rệt. 10 năm trước đây thì ít người dòng, chúng tôi không biết là có tiêu thụ được không. Bây giờ hình thành một vùng rộng lớn rồi thì khi mùa đến thì bây giờ thì là nói chung là bà con dân thì rất là nhộn nhịp và xe và rất là đông. Nên là vải thì cứ gọi là chín đâu thì ta bẻ đến đấy. Tiêu thụ rất là dễ. Cái căn bản nhất là khi tạo thành một cái vùng sản xuất như vậy về chăm sóc, rồi về các cái chỉ đạo sản xuất thì nó tạo ra một cái thuận lợi rất là lớn. Và khi các đơn vị thu mua thì về nhận thấy rằng là thấy cái nguồn hàng, cái sản phẩm để tiêu thụ nó rất là ổn định. Từ cuối năm 2015, sau khi hoàn thành công tác dồn ruộng đổi thửa, huyện Phù Cừ đã có các ô thửa lớn tạo điều kiện thuận lợi để tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng mẫu lớn và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện nay, huyện Phù Cừ đã xây dựng được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, tiêu biểu như vùng cây có múi với diện tích trên 300 hectare tại các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Nguyên Hòa và Minh Tân, vùng trồng vải trứng tại xã Phan Xào Nam khoảng 50 hectare. Bước đầu hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được cấp chứng nhận Việt Gáp như 5.000 m2 dưa trong nhà lưới của Hợp tác xã An Tịnh Phát tại xã Tống Chân, 7.000 m2 nuôi cá sông trong ao của Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát tại xã Quang Hưng, cánh đồng mẫu tại thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, thôn Hà Linh, xã Đình Cao. Hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được củng cố, thuận tiện cho công tác tưới tiêu và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Hiện nay thì xã Đình Cao đã hình thành hai cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Việc hình thành cái vùng sản xuất lớn ấy đã xóa bỏ cái sản xuất nhỏ lẻ của bà con nông dân, đã tạo cái khuyến khích bà con cơ giới hóa trong sản xuất. Nhờ đó giá trị trên một hectare đã canh tác đạt trên 170 triệu đồng trên một ha. Từ hiệu quả bước đầu của những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, huyện Phù Cừ đã và đang thực hiện nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ người dân thực hiện sản xuất theo vùng gắn với xây dựng chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và góp phần xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản địa phương. Nhận thấy thanh long trái vụ thường cho sản lượng giá thành cao hơn nhiều so với chính vụ, nên gia đình ông Lê Công Thể ở thôn Tiểu Quan, xã Phú Hưng, huyện Khoai Châu đã mạnh dạn áp dụng công nghệ cao vào điều khiển thanh long ra quả trái vụ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Nếu như trước đây, mỗi năm thanh long chỉ cho thu hoạch 5 vụ, thì nay, sau khi áp dụng công nghệ cao bằng cách đầu tư hệ thống đèn LED để điều khiển cho thanh long ra quả trái vụ, đã cho gia đình ông Thể thu hoạch mỗi năm 8 vụ thanh long. Ông Thể cho biết, tùy vào độ tuổi và số cành của cây, năm sau sẽ cho sản lượng cao hơn năm trước. Tuy nhiên, việc sử dụng bóng đèn LED thắp sáng vào buổi tối để kích thích cây ra hoa đã cho sản lượng tăng gần gấp đôi so với trồng bằng phương pháp truyền thống. Với trên 1.000 m2 diện tích, cây mới trồng được năm thứ ba đã cho sản lượng đạt 2 tấn quả một năm. Cao hơn trồng theo phương pháp thông thường gần 1 tấn quả, bán với giá trung bình 35.000 đồng một kg, cao hơn chính vụ 15 đến 20.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi trên 50 triệu đồng.
Nếu mà nắp cái bóng đèn này vào thì mình có thể điều khiển được nó ra hoa bất kể lúc nào. Cái thanh long trái vụ được cái ưu điểm là nó dễ bán, cái giá thành nó cao. Việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được triển khai từ đầu tháng 1 năm 2019. Đến nay, giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành, giai đoạn 2 cũng đang được triển khai. Để hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hỗ trợ. Gia đình bà Đỗ Thị Ứng ở khu phố Thông Quan Hạ, thị trấn Khoai Châu, thuộc đối tượng người có công sống đơn thân, sức khỏe yếu, được hỗ trợ xây nhà. Gia đình bà khởi công vào tháng 3, đến tháng 5 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được. Tôi có huy động các cháu là mỗi đứa hỗ trợ một ít. Gia đình chúng tôi đã xây dựng xong rồi, thì cũng mong muốn là được Đảng và Nhà nước lại hỗ trợ kịp thời để cho bà chị tôi như thế lại gửi lại các cháu. Tại thị trấn Khoai Châu, giai đoạn 1 có 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay 2 hộ đã xong, 1 hộ đang trong quá trình hoàn thiện. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Cả 3 hộ là giai đoạn 1 chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ và gửi lên đề nghị để hỗ trợ. Giai đoạn 2 của chúng tôi là tổng số qua quyết định và rà soát thì cũng được là 3 hộ. Chúng tôi cũng đã tiến hành là mời 3 hộ có tên trong quyết định đến để một là ký cam kết, hai là thông báo về cái thời gian thi hành và thời gian hoàn thiện. Cùng với thực hiện điểm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo đối với 268 hộ tại huyện Ân Thi và Phù Cừ, toàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 1 tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 425 hộ, trong đó số hộ thực hiện xây dựng là 389 hộ và 36 hộ xin rút không xây dựng. Tính đến cuối tháng 5 năm 2020, số nhà xây dựng xong là 256 căn hộ, số nhà đang xây dựng 125 hộ. Số nhà chưa triển khai 8 hộ. Đến nay, tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2 là 880 hộ. Số hộ đã khởi công xây dựng 22 hộ. Nhận được quyết định thì chúng tôi coi là triển khai. Chứ vừa gia đình vừa thợ là cố gắng phấn đấu trong khoảng 2 tháng rưỡi xong. Để việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo theo đúng dự kiến vào tháng 8 năm 2020, rất cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở ban ngành, đoàn thể, hướng tới mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và tinh gọn bộ máy, huyện Tiên Lữ đã triển khai thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở nhiều địa phương, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Thôn Dung, xã Hưng Đạo là một trong những địa phương thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn sớm của tỉnh. Ông Hoàng Văn Dỡ được nhân dân tín nhiệm giữ hai chức danh này suốt 20 năm nay. Đây là địa bàn rộng với hơn 1.000 hộ dân, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi ông phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ông Dỡ đã cùng chi bộ thôn họp bàn và ra nhiều nghị quyết quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế như nghị quyết về dồn thửa đổi ruộng, xử lý rác thải, làm đường nông thôn, đặc biệt là xây dựng nếp sống mới. Nhờ triển khai có hiệu quả, thôn Dung đã trở thành một trong những khu dân cư 3.0 tiêu biểu. Đám cưới, đám tang được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. Làm bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn ý, thì cái quan trọng nhất là phải được dân tin. Đối với chúng tôi là phải bỏ toàn tâm toàn ý, tập trung vào công việc, làm sao phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Xã Thủ Sĩ hoàn thành việc nhất thể hóa hai chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở 5 trên 5 thôn vào năm 2019. Sau một năm triển khai, vai trò của các chi bộ thôn ngày càng được tăng cường, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo các công việc tại địa phương. Chúng tôi đã tổ chức bầu trưởng thôn. Đấy, bầu trưởng thôn được rồi thì đấy là một cái nhân sự và cũng là cái đề án của chúng tôi thực hiện cái bước tiếp theo là cái cơ cấu nhân sự cho bí thư chi bộ. Do vậy là đồng chí phải thường xuyên cập nhật thông tin và nắm bắt cái thông tin diễn biến hàng ngày ở trong địa phương nó nhiều hơn. Ông Vũ Xuân Hòa, sau khi được bầu đảm nhiệm hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn Lê Bãi, đã đưa các vấn đề lớn trong thôn ra họp bàn công khai. Nhờ vậy, các nghị quyết mà chi bộ đưa ra đều được người dân đồng tình hưởng ứng, đặc biệt là nghị quyết về cứng hóa 100% đường làng ngõ xóm. Gần một năm trở lại đây, thôn đã vận động người dân làm 26 tuyến đường, tự nguyện đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến gần 2.000 m2 đất,
Khi mà chưa nhất thể hóa bí thư đồng thời là trưởng thôn thì có cái công việc gì đến hỏi thì lại phải hỏi trưởng thôn. Sau đấy là trưởng thôn lại phải bàn bạc với đồng chí bí thư. Sau đấy mới đưa ra được cái quyết định. Nhưng sau khi nhất thể hóa mọi việc là đồng chí bí thư là trưởng thôn sẽ quyết định. Người dân rất là hài lòng và dễ dàng trong các cái công việc. Đến nay huyện Tiên Lữ thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở 52 trên 55 thôn. Của 12 trên 15 xã thị trấn. Việc nhất thể hóa đã tạo sự thống nhất lãnh đạo giữa cấp ủy Đảng và chính quyền, củng cố hệ thống chính trị. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân vừa qua đã biểu quyết thông qua chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, bí thư chi bộ ở các thôn, khu phố có dưới 350 hộ dân, trước kia phụ cấp là 1,1 mức lương cơ sở, tương đương với 1 triệu 650 nghìn đồng, nay kiêm trưởng thôn thì phụ cấp tăng gấp đôi. Trưởng thôn khu phố có từ 350 hộ dân trở lên thuộc xã trọng điểm về an ninh trật tự, được hưởng phụ cấp 1,8 mức lương cơ sở, nay kiêm bí thư chi bộ, sẽ tăng gấp đôi mức phụ cấp này.